Rõ ràng là tôi cho thằng Thâu thiến từ hồi 6 tháng tuổi, mà giờ nó lại có con rơi ở đâu mò về tìm bố mọi người ạ. Lần đầu gặp mặt bố thì tình cha con trông có vẻ hơi lạnh. Thằng con có bao nhiêu cái lông là dựng hết cả lên. Nhưng mà có lẽ là dòng máu mèo chảy trong người là không thể chối cãi, nên là sau một hồi hít hà thì thằng con cũng phải thốt lên: gặp cha rồi thì bây giờ chúng mình gặp chú. Chú nhà em thực ra là một người sống rất tình cảm và yêu trẻ con. Chỉ có điều là cái mặt của chú thì hơi... Cục cưng ơi, anh chở em đi ăn kem nè. Ăn kem nè. Thực ra thì hôm mà đón Lết từ viện về thì mình có tình cờ gặp cái bạn mèo này bị mẹ làm rơi trong lúc đi tránh mưa, được một chị cứu tắm rửa sạch sẽ rồi cho ăn. Mấy ngày sau thì lại xuất hiện thêm hai đứa nữa, rồi cuối cùng là tổng cộng mẹ nó công về cho 5 đứa. Mẹ tụi nhỏ là mèo hoang, cũng dữ lắm, chắc là đi quẩy đêm rồi ịnh cái bụng ra, bây giờ phải công các con đi lang thang khắp nơi. 4 đứa thì được nhận nuôi cả rồi. Hôm mình quay lại thì còn mỗi mình Lạc thôi. Mình nghĩ là cũng có duyên đấy nên là mình nhận nuôi. Trước lúc đi ấy, là mẹ hắn có trao cho một cây vàng với lại mấy bịch pate. Đây, tự dưng đi lạc mà lại vừa có nhà để ở, lại vừa có của ăn của để thế này thì số nó lại thành sướng ấy mọi người nhỉ. Năm lạc, ý giỏi ơi, bằng một cái đít của anh sâu. Nghĩ cũng buồn cười mọi người ạ. Đang nuôi mấy con mèo 4-5 cân, đứa nào đứa nấy bế trẹo cả tay. Giờ nhận nuôi cái thanh niên này bé như cái kẹo ấy. Để nó trên người mà lắm lúc cũng không nghĩ ra là đang ôm con mèo đâu. Cái anh này thì lạc mẹ từ cái lúc bé tí tẹo tèo teo ấy. Nhưng mà càng những cái đứa mà thiếu thốn ý thì chúng nó lại càng hiểu chuyện ấy. Ăn uống không chê cái gì cả, đi vệ sinh rất là đúng chỗ. Trẻ con mà, nên là tò mò lắm. Về nhà một cái là nhìn thấy cái gì cũng lạ thôi. Nhưng mà các anh chị thì chưa quen lắm, đôi khi là thấy cũng hơi phiền ấy. Nhưng mà bù lại thì Sâu lại rất ra dáng là một người anh cả. Mà tính của thằng Sâu trước giờ nó cũng vẫn vậy à, lúc nào cũng nhường nhịn và chăm sóc tất cả các em. Đoạn này mà tôi không nói thằng Sâu là đực thì chắc mọi người nhìn lại cứ tưởng thằng này mới đẻ đấy. Bụng nó sồ thề quá đấy. Ngày nào anh tuấn cắn em, anh tuấn cắn em nè, cái chỗ đó còn bầm. Ngày nay sao dám quên anh nè, anh đánh em vẫn còn bấm cái chỗ đó. Thôi dừng lại đi, đủ rồi, liếm thế thôi, liếm nhiều quá, liếm ướt hết đầu này, nhìn kiếp ướt lát mét hết đầu em, béo méo trong lọ. Không sợ, không sợ, không sợ, lên 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 lên. Vừa mới quất con máy to nhất hãng cho bọn mèo thì lại đón cái nhi đồng thối tai này về. Mà mấy cái chậu cát cũ của các anh thì toàn cái loại siêu to khổng lồ như thế này thì... Mỗi lần đi vệ sinh có khác nào phải trèo bờ rào vào không? Tôi mới đi mua cho Lạc một cái chậu nhỏ xinh để vừa với bạn ấy hơn. Trộm vía là Lạc về nhà mấy hôm thì đã biết đi vệ sinh đúng chỗ rồi. Một cái chậu cát nhỏ như thế này với mèo con thì dùng cả tuần mới phải thay cơ. Nhưng mà tôi lại quên mất một điều là... Trong nhà tôi lại có những cái thanh niên mà chỉ cần đái một bãi thôi là úng cả chậu cát luôn. Ê, nhưng mà cái nhà này cũng ông ăn chả bà ăn nem lắm nha. Mỗi lần mà anh chị nó đi vệ sinh là thằng Lạc nó cũng theo dõi để xem anh chị nó đi thế nào. Tôi thấy là nó thích dùng hàng xịn hơn là cái chậu cát 20.000 của nó rồi đấy. Tôi mới kê cái ghế cho ông ấy trèo lên, thế mà lại thành ngon. Lúc đầu thì tôi cũng lo vì các máy hầu hết đều sử dụng cho mèo trên 1 cân, chỉ sợ là đang ỉa mà máy nó lại tưởng cục cứt nó hốt đi luôn thì khổ. Nhưng mà hỏi bên bán thì bạn ấy có hướng dẫn cho mình bật cái chế độ của mèo con lên, mình chỉ cần mở app và bật lên là được. Trên app thì mình cũng có thể theo dõi được tụi nhỏ đi vệ sinh có ổn định hay không, thông qua lượt đi và thời gian đi vệ sinh trong ngày nữa đấy. Thôi thì con mèo thì phải leo lên leo xuống cho chân nó khỏe. Từ giờ mấy anh em dùng chung một cái thau cát này thôi nhá. Chắc là tôi phải giải tán cái chậu con kia thôi, chứ không là tí thằng nhem nó lại vào đái thôi cái chậu mất.